Xin kính chào tất cả quý vị và anh chị ạ. Em có chiếc Fortuner sản xuất năm 2018, phiên bản máy xăng, số tự động, một cầu, biển số Sài Gòn. Cái điểm mạnh của chiếc xe này là nó chạy có 2 vạn km thôi, so với tất cả những chiếc xe cùng đời, cùng phân khúc rồi thì cùng trong tầm tiền này. Thì nếu như Fortuner anh chị đi tìm thì hiếm lắm mới được một cái con nó chạy ít như xe này. Trước khi giới thiệu về chiếc xe thì em giới thiệu qua một chút nhé. Cửa hàng em ở số 89 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, ở cắt ngang với cái đường Thành Thái và Trần Thái Tông ở đây. Nếu như anh chị nào ở tỉnh thì lên đây có thể đi đến bến xe Mỹ Đình. Cách chỗ em cách bến xe Mỹ Đình khoảng tầm vài trăm mét gì đó. Tức là nếu như anh chị đi xe ôm thì nó hết khoảng tầm 20, đó, khoảng 20 nghìn đó. Còn nếu như anh chị nào đi bằng phương tiện cá nhân thì anh chị có thể search cái địa chỉ Bệnh viện huyết học truyền máu Trung ương. Bệnh viện huyết học truyền máu Trung ương mọi người nhé. Sẽ đến đây và gần cái địa chỉ này thì sẽ ngay cạnh em thôi, dễ dàng tìm địa chỉ của bên em. Ngoài ra thì bên em còn khá là nhiều xe để cho quý anh chị có thể lựa chọn về xe, cũng như là có thể đổi các thoải mái ạ. Bên em vẫn nhận thu mua đổi các lại tất cả các dòng xe ô tô đã qua sử dụng. Nên là anh chị có thể đổi chiếc xe của mình, lấy chiếc xe này, hay là đổi bất kỳ cái dòng xe nào của nhà mình, lấy xe này thoải mái nha mọi người nhá. Rồi, quay trở lại với chiếc xe ngày hôm nay. Thì chiếc này của em sản xuất 2018, chạy có 2 vạn km thôi, rất là mới. Đó, đây là đồng hồ km, 23.000 km ạ. Máy xăng bản số tự động một cầu mọi người nhá. Đó, bản một cầu này thì nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu hơn cái bản hai cầu. Ngoài ra thì em cũng còn một chiếc bản hai cầu máy dầu nữa, để cho anh chị có thể thêm sự lựa chọn. Khá là mới, xe chạy có 2 vạn km nên là lốp còn rất là dày. Đó, còn nguyên bản, đầy đủ. Sơn zin của nó còn nhiều, đời chạy ít, chủ thì cũng khá là giữ gìn. Nước sơn thì mọi người có thể thấy được khá là đẹp đúng không ạ? Ở Hà Nội thì thời điểm này đã di chuyển lại bình thường rồi. Mọi người ở tỉnh thì cũng có thể lên đây xem xe thoải mái. Fortuner là một trong số những chiếc xe 7 chỗ gầm cao mà bán chạy nhất ở trong cái phân khúc này. Ngày trước đây thì cách đây khoảng tầm 5 đến 7 năm trước thì những chiếc Fortuner này khá là ăn khách và bán gần như là top 1. Thời điểm đấy nếu như đi mua xe mà chọn những chiếc gầm cao 7 chỗ thì có thể nói Fortuner này nó là một tượng đài và gần như không thể thay thế ở trong cái phân khúc này. Ghế của nó còn khá là đẹp. Ngoài ra thì chủ xe họ đã lắp thêm cái thảm trải sàn 5D ở đây. Đó, vô lăng zin nguyên bản hết ạ, đầy đủ hết. Có đèn ổ start top. Và chiếc xe này là xe nhập khẩu mọi người nhé. Hiện tại nếu như anh chị muốn mua những chiếc này thì đều là máy xăng này thì đều là xe nhập khẩu hết. So với đời trước đây thì nó tiết kiệm nhiên liệu và thay đổi form dáng hoàn toàn. Đó, hàng ghế thứ ba thì gần như là không có người ngồi. Cách đây khoảng tầm 3 ngày thì em có lên một cái video về chiếc xe này khi em nhận xe tại Hà Nội luôn. Nên là nếu như anh chị nào muốn xem cái video nguyên bản của chiếc xe khi mà mới về á, thì anh chị có thể lật lại cái kênh YouTube này của em, bấm vào và xem lại. Cách đây khoảng tầm 3 đến 4 ngày em có lên cái sóng cái chiếc xe này khi mà mới chuyển từ Sài Gòn ra. Và xe thì còn nguyên bản, còn mộc mạc, lúc đó trời còn mưa em vẫn còn nhớ. Anh chị có thể xem lại thoải mái. Bực dẫm này.
rồi đến tất cả các chi tiết ở đây đều được chủ xe khá là giữ gìn cẩn thận. Đây ạ, năm sản xuất 2018, mọi người nhìn rõ không ạ? Năm sản xuất 2018 đây, nước sản xuất là Indonesia, xe nhập khẩu. Thật ra thì những chiếc Fortuner trên thị trường thì khá là nhiều. Tuy nhiên là để đẹp được như chiếc này mà chạy có 2 vạn km như chiếc này ấy, thì khá là hiếm, thị trường không có nhiều đâu ạ. Em đảm bảo luôn quý anh chị, nếu tìm chiếc này trên thị trường thì chắc chắn luôn là không có nhiều đâu, rất là hiếm. Ở đây thì có đề nổ start top. Đó, đề nổ start top. Có gửi số vô lăng, có thêm Gatron Cruise Control. Ở đây là phiếu nhắc bảo dưỡng định kỳ. Xe này mới bảo dưỡng tại 15.000 km vào ngày mùng 2 tháng 5 năm 2020. Tức là cách đây khoảng 1 năm trước rồi mà chiếc xe chạy 15.000, đúng không? Nếu như tính chia đều ra thì khá là hợp lý đấy ạ. Và anh chị yên tâm nhá, bên em có thể bao check hãng cho quý anh chị, bao check cả số km này luôn. Cam kết số km chuẩn. Anh chị có thể yên tâm về chất lượng. Đảm bảo từ A đến Z anh chị check hãng thoải mái. Rồi, màn hình Android. À xin lỗi mọi người, đây là màn hình nguyên bản nguyên zin theo xe. Đó. Rồi, ngắn gọn với mọi người một chút nhá. Em có một chiếc Fortuner sản xuất năm 2018, máy xăng bản full cao cấp nhất của máy xăng số tự động một cầu. Đó. Chạy có 23.000 km thôi, km zin ạ. Biển số Sài Gòn, biển Sài Gòn và sang tên Hà Nội sẽ không mất 20 triệu lệ phí cấp biển đâu ạ. Bên em bao check hãng và hỗ trợ trả góp 70%. Các anh chị ở tỉnh thì yên tâm, bên em có thể có dịch vụ giao xe tận nhà cho quý anh chị yên tâm về chất lượng của xe, cũng như là cái việc giao dịch mua bán thì sẽ tại nhà luôn, thoải mái. Hoặc là qua trực tiếp cửa hàng em nhé mọi người nhé. Địa chỉ số 89 đường Trần Thái Tông, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội ạ. Hiện tại chiếc Fortuner này của bên em đang bán với giá là 890 triệu. 890 triệu mọi người nhé. Đó, giá thì có thể thương lượng một chút nếu như anh chị thiện chí với chiếc xe này của em. Ngoài ra nữa thì bên em vẫn còn một chiếc Fortuner bản 2 cầu máy dầu cao cấp nhất của Fortuner. Chiếc đó thì hiện tại bên em bán với giá là 1 tỷ 130. Cũng là màu này luôn. Nếu như anh chị nào có nhu cầu mua bán thì hãy alo cho em qua số điện thoại em đang để trên màn hình, hoặc là inbox cho em qua Zalo, Facebook cá nhân của em với tên là Song Thảo. Em sẽ gửi hình ảnh thực tế để cho quý anh chị có thể xem và trải nghiệm với chiếc xe này của bên em. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Mọi người đừng quên ấn like và đăng ký kênh YouTube của em để có thể xem được nhiều video của bên em hơn. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.